Thịt thỏ nha bà con. Thỏ thì bà con cũng biết hết rồi. Thịt con thỏ nó rất hiền, nó rất tốt cho sức khỏe của mọi người khi ăn. Nhưng mà riêng có một số bệnh thế này, ăn vào không tốt cho sức khỏe mà làm cho bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. Đó là những người bệnh sinh lý yếu, dương hư, liệt dương, người biếng ăn, đau bụng, lãnh cảm, tình dục kém của nam. Khi ăn thịt thỏ vào thì nó sẽ làm cho chứng bệnh nặng thêm, lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, không tốt gì cho sức khỏe. Cho nên là những người có bệnh sinh lý yếu là không ăn thịt thỏ, dương hư, liệt dương, người biếng ăn, đau bụng, lãnh cảm, tình dục kém của nam là không ăn thịt thỏ để bệnh chúng ta mau lành, mau bớt, mau khỏi. Ăn vào thì lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. Mong bà con chúng ta chú ý đừng ăn cho nó tốt cho sức khỏe cho mình. Ăn thịt thỏ nó tốt cho sức khỏe là nó làm cho ổn định đái ra máu, bổ trung ít khí, hạt huyết, giảm độc, chống đau, chống tê, chữa suy nhược, gầy yếu, các chứng tiêu hóa khác, khỏi bệnh dạ dày, buồn nôn, nôn mửa, phụ nữ huyết hư, tốt cho người gầy yếu, tiểu đường, thiếu máu. Nhưng mà ăn thịt thỏ thì ăn cách nhật, 200g một lần, một đợt là 10 ngày, ăn 5 ngày, nghỉ 5 ngày. Còn không là chúng ta ăn một ngày ăn, ngày nghỉ thì nó tốt cho sức khỏe. Mong bà con chúng ta chú ý để đảm bảo tốt, thật tốt cho sức khỏe của mình. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, xin chào, sao chị?